Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Vượng Hạnh TV nha. Như thường lệ thì lời đầu tiên cho phép Vượng Hạnh xin được gửi lời chúc sức khỏe cũng như là lời chào trân trọng nhất tới toàn thể quý vị và các bạn. Xin được kính chúc cho tất cả mọi người trong và ngoài nước luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống này. Đến với những thông tin mới nhất ngày hôm nay thì Vượng Hạnh TV xin được cập nhật tới toàn thể các quý vị và các bạn một số cái thông tin tiếp theo liên quan tới đàn gà con, anh Mạnh Quỳnh cũng như ekip quản lý như mọi người. Như tất cả các quý vị cũng đã biết, trong ngày hôm qua, hôm kia thì những cái live show tại phòng trà Đồng Giao của anh Mạnh Quỳnh diễn ra thật sự rất là tốt đẹp, cũng đã được rất là nhiều các fan hâm mộ, cũng có rất là nhiều những người hâm mộ anh Mạnh Quỳnh đã đến tại phòng trà Đồng Giao, cũng đã mua vé, đặt vé và chọn cho mình chỗ ngồi thích hợp nhất để cùng theo dõi cũng như được xem và được trò chuyện cùng với Mạnh Quỳnh trong cái buổi phòng trà Đồng Giao. Ngay sau khi anh Mạnh Quỳnh trở về Việt Nam thì có rất là nhiều những fan hâm mộ, ví dụ như FC Mạnh Quỳnh cũng đã đón anh Mạnh Quỳnh trở về cùng với đàn gà con. Sau đó những buổi gặp gỡ giữa Mạnh Quỳnh với đàn gà con đã mang lại những cái niềm vui thật sự rất là lớn sau những ngày mà các cha con xa cách nhau, rồi cũng rất là lâu rồi anh Mạnh Quỳnh nay mới trở về Việt Nam để cùng gặp gỡ và giao lưu với tất cả mọi người. Đây là một trong những cái niềm vui cực kỳ lớn dành cho các fan hâm mộ. Còn những người nào không hâm mộ hay là không quan tâm thì mình cũng không nói đến với mọi người. Thì mình cũng vẫn nói trước với các quý vị rằng ai thích thì xem, không thích thì thôi. Cái việc đó cũng chẳng liên quan gì đến tất cả chúng ta, đúng không ạ? Thì mới nhất ngày hôm nay anh Mạnh Quỳnh cũng đã đăng tải những cái dòng trạng thái lên trang cá nhân của mình. Thì sau đây em sẽ cập nhật cho tất cả các quý vị và các bạn, cho tất cả mọi người có thể chúng ta nắm được những cái thông tin này. Khi mà anh Mạnh Quỳnh diễn xong cái live show tại phòng trà Đồng Giao thì anh Mạnh Quỳnh đã ngay lập tức đăng tải những cái thông tin lên trang cá nhân của mình. Sau đây em xin được cập nhật cho các quý vị chúng ta hãy cùng nghe nha. Mặc cho ngoài trời mưa tuôn như chút nước, nhưng gần 200 khán giả vẫn đến đầy áp phòng trà Đồng Giao để cùng Quỳnh chia sẻ những yêu thương bằng âm nhạc đến tận nửa đêm. Quỳnh thật sự rất là xúc động và không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành nhất từ tận đáy lòng của mình. Tình yêu thương đó đã khiến cho Quỳnh có thêm nhiều động lực để đi tiếp quãng đường còn lại của mình cho nghệ thuật, cho âm nhạc và cho khán thính giả thân thương đã đồng hành cùng với Quỳnh suốt gần 3 thập niên qua. Mến chúc muôn nhà tuần mới an nhiên, vui vẻ, mạnh khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, đã có rất là nhiều những cái bình luận ngay sau khi anh Mạnh Quỳnh đăng tải những cái dòng trạng thái này. Sau đây em sẽ cập nhật cho các quý vị chúng ta hãy cùng nghe. Nhìn anh Mạnh Quỳnh lại thương tiếc và nhớ chị Phi Nhung. Chúc Mạnh Quỳnh thật là nhiều sức khỏe để phục vụ khán giả yêu thương. Phi Nhung luôn bên cạnh và phù hộ cho Mạnh Quỳnh nhé. Chúc anh thật nhiều sức khỏe và bình an. Đang ở Việt Nam mà ông anh tâm sự mỏng với bà chị tụi em nha, còn 3 đêm diễn nữa đấy. Giữ gìn sức khỏe nhé anh, chúc cho anh thành công hơn thế nữa để trên bước đường âm nhạc và sáng tác những bản nhạc hay nhất và tuyệt vời nhất anh nhé. Tuyệt vời lắm, chúc Mạnh Quỳnh thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc và có nhiều bài hát hay để phục vụ cho tất cả khán thính giả gần xa nhé. Cảm ơn anh rất nhiều. Thật sự khi mà anh Mạnh Quỳnh đã đăng tải những cái dòng trạng thái này cũng đã nhận về được rất là nhiều những cái cung bậc cảm xúc của quý vị khán giả. Và các quý vị khán giả cũng đã bình luận rất là nhiều vào cái bài viết này của anh Mạnh Quỳnh. Sau khi anh đăng tải thì cũng nhận về được 15.549 lượt like và lượt tim, 1.390 bình luận và 69 lượt chia sẻ. Đây là thật sự là rất là nhiều người quan tâm tới Mạnh Quỳnh và cũng muốn chúc cho anh Mạnh Quỳnh luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, luôn được hạnh phúc và được bình an. Kính thưa quý vị, tại phòng trà Đồng Giao thì cái live show đó là Khi Người Giàu Tương Tư thì đã diễn ra rồi vào lúc 21 giờ ngày 14 tháng 10 2023 tại phòng trà Đồng Giao. Tiếp theo thì tức là cái live show Người Tình của Mạnh Quỳnh lúc 20 giờ ngày 20 tháng 10 2023
Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội thì số đăng ký là 0919153191. Thì đó là cái số điện thoại để cho các quý vị có thể tiện liên hệ chúng ta. Nếu ai muốn đến coi anh Mạnh Quỳnh thì chúng ta có thể liên hệ tới số điện 0919153191 để chúng ta có thể đặt vé đến tại Hà Nội, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia nhé mọi người. Đó, Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Tiếp theo đó là những tình khúc Trúc Phương và Thành Sơn. Thì Ai cho tôi tình yêu, Mạnh Quỳnh. Khách mời là Hoàng Nguyên, Nhã Phượng và Tiết Duy Hòa. Việc được diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 21 tháng 10 năm 2023. Thì ngày 21 tháng 10 năm 2023 vẫn ở tại phòng trà Đồng Giao nha mọi người. Thì ngày 21 thì ngày vừa rồi là ngày 14 thì cái live show này là ngày 21 sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ nha mọi người. Sẽ diễn ra vào 21 giờ lúc ngày 21 tháng 10. Và số điện thoại là 0918488585. Thì các quý vị có thể tiện liên hệ. Tiếp theo nữa thì một cái live show nữa là Đêm Tình Ca, gồm có ban nhạc là Tuấn Hùng đó, Đêm Tình Ca, Lan Phương, Dòng Lệ. Live show này diễn ra vào lúc 20 giờ thứ ba ngày 24 tháng 10 nha quý vị. Ngày 24 tháng 10 số điện thoại là được diễn ra tại 36A Hoàng Cầu, Bản Đảo Hoàng Cầu, Hà Nội. Số điện thoại là 0935385115, 0935388998. Các quý vị có thể liên hệ với những cái số điện thoại này để chúng ta có thể là cập nhật những cái tin tức, cũng như chúng ta muốn gặp gỡ, cũng như là chúng ta muốn đặt vé để chúng ta chọn cho mình chỗ ngồi thích hợp nhất để chúng ta được xem anh Mạnh Quỳnh nha quý vị. Và đó là một số cái thông tin mà ngày hôm nay em muốn cập nhật đến quý vị về phía anh Mạnh Quỳnh. Còn sau đây thì em xin cập nhật một chút cho các quý vị biết những cái thông tin về bé Thiên Ngân. Thì dạo gần đây bé Thiên Ngân cũng không có một live show nào mới, nhưng bé Thiên Ngân cũng có đăng tải là em cũng đu xíu chen của phim Đất Rừng Phương Nam ạ. Thì cái đây là một cái MV cũng rất là đẹp, các quý vị có thể là vào xem cả trong cái trang cá nhân của bé Thiên Ngân để chúng ta biết thêm những thông tin này về bé đăng tải một cái video rất là hay thưa quý vị. Thì có rất là nhiều những cái công việc mà hiện nay bé cũng vẫn đang phải làm. Bé vẫn tiếp tục bán hàng online, bán những cái đồ ăn rất là ngon thưa quý vị. Còn về bé Tuyết Nhung thì hiện tại bé cũng có đăng tải những cái câu chuyện về cái niềng răng đó quý vị. Thì hàm răng của bé hiện tại thì niềng răng đã xong và chỉ đợi chờ ngày, chờ tháng để cho nó đẹp hẳn lên, nó khít hẳn lại thì rồi bé cũng sẽ tháo ra. Và sau đó chắc chắn sẽ cho chúng ta thấy một cái mạo diện, diện mạo rất là đẹp và rất là khác thường và rất là xinh xắn, đúng không thưa quý vị? Và đó là những cái thông tin mà ngày hôm nay em cập nhật tới đây. Cũng xin được cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chúc cho quý vị thật nhiều sức khỏe, luôn được hạnh phúc, bình an trong cuộc sống. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những clip tiếp theo.